đứng trước các cái ưu nhược điểm. Việc thực hiện Deliver Fast là một công việc mang đầy tính thách thức. Thách thức đầu tiên đó là thách thức đến từ việc đảm bảo chất lượng. Chúng ta phải làm sao để mà khi chuyển giao nhanh thì chất lượng không được bị ảnh hưởng. Dù cần phát triển nhanh chóng, việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đảm bảo rằng mã nguồn được kiểm tra và kiểm thử đầy đủ để tránh việc phát hành sản phẩm có lỗi. Hãy lấy một ví dụ. Dự án của bạn vì vội vã muốn đưa sản phẩm ra thị trường nên đã thiết kế một ứng dụng rất là cẩu thả. Chức năng đăng ký và đăng nhập hoạt động không ổn định. Người dùng phản ánh thường xuyên là bị mất kết nối hoặc là bị mất dữ liệu. Vậy thì việc chuyển giao nhanh đó có còn ý nghĩa không? Hoặc là vì muốn vội vã chuyển giao chức năng ốp mã giảm giá khi mua hàng, dẫn đến là người dùng đã phải gặp rất là nhiều lỗi trong quá trình sử dụng, như là lỗi không hiển thị được mã giảm giá để có thể sử dụng, hoặc là lúc ốp mã xong thì lại gặp vấn đề về việc thanh toán. Trong trường hợp này thì chúng ta không thể chuyển giao một sản phẩm như vậy được. Chúng ta cần có cơ chế quản lý rủi ro, chẳng hạn như là có thể thực hiện rollback khi mà xảy ra lỗi. Thách thức trong việc là cân bằng giữa tốc độ và chất lượng. Đôi khi, việc ưu tiên tốc độ quá mức có thể dẫn đến việc bỏ qua các cái vấn đề về chất lượng. Các đội cần tìm được sự cân bằng giữa hai yếu tố này. Hãy nhìn vào ví dụ mình mới đưa ra ở trên để thấy rõ điều đó. Vì vội vã đưa sản phẩm ra thị trường mà để lại đầy rẫy các lỗi của sản phẩm, khiến cho người dùng cảm thấy là không tin tưởng vào hệ thống của chúng ta nữa. Thách thức tiếp theo là đến từ văn hóa tổ chức. Để thực hiện chuyển giao nhanh, thì các thành viên trong đội cần phải thay đổi tư duy từ là làm việc theo cách truyền thống sang làm việc theo cách của Agile. Việc này đòi hỏi thời gian, sự đào tạo và sự thích nghi dần dần. Việc giao tiếp giữa các thành viên trong đội và giữa các đội với nhau là rất quan trọng. Mỗi thành viên cần có trách nhiệm với công việc của mình và đảm bảo rằng các nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn. Thách thức của việc chuyển giao nhanh đến từ công nghệ. Các đội cần có các cái công cụ và hệ thống hỗ trợ tự động hóa các cái quy trình như là CI/CD, rồi là quản lý phiên bản và triển khai. Cơ sở hạ tầng cần đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu của việc chuyển giao nhanh, chẳng hạn như là máy chủ, mạng lưới và hệ thống lưu trữ. Việc chuyển giao nhanh không được ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật. Các đội cần có các cái biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu. Thách thức tiếp theo đến từ khả năng của đội ngũ. Các thành viên trong đội cần có các cái kỹ năng cần thiết như là lập trình, kiểm thử và kỹ năng tự động hóa. Đội ngũ thì cần có kiến thức về các cái phương pháp phát triển phần mềm như là Agile, các công cụ và công nghệ liên quan. Và các thành viên cần sẵn sàng học hỏi và thích nghi với những thay đổi.